Đây là chương trình phát thanh măng non tiếng nói của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh liên đội trường trung học cơ sở Thạch Hóa. Thùy Trang và Hoài Phương xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, Măng Non mời các bạn nghe một số nội dung sau: lịch sử 86 năm phát triển và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cuối chương trình là nhịp cầu âm nhạc. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử của đất nước, của dân tộc. Ngay sau đó hơn một năm, ngày 26 tháng 3 năm 1931, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã chỉ đạo thành lập lực lượng dự bị vững chắc và tin cậy để kế tục sự nghiệp vinh quang của Đảng. Đó là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, Bác đã khẳng định về vai trò, vị trí của người thanh niên. Thanh niên là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước, là người tiếp sức cho cách mạng lớn lên. Trong bất cứ giai đoạn nào, Đảng và Bác Hồ cũng luôn đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên. Được sự dìu dắt lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, Đoàn ta ngày càng trưởng thành về cả lượng và chất, thực sự trở thành cánh tay đắc lực của Đảng, tham gia tích cực vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Họ sẵn sàng xả thân vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập tự do. Biết bao đoàn viên thanh niên ưu tú đã hy sinh xương máu của mình, góp phần làm nên lịch sử, làm nên chiến công chói lọi. Họ sẵn sàng chịu đựng mọi sự tra tấn dã man của kẻ thù, giữ gìn khí tiết người thanh niên cộng sản yêu nước. Họ lấy thân mình lắp lỗ châu mai, lấy thân mình chèn pháo, lấy thân mình làm giá súng. Họ là những thanh niên có danh mà vô danh, thầm lặng hy sinh chiến đấu. Họ coi cuộc đời đẹp nhất là nơi trận tuyến chống quân thù, tiêu biểu cho thế hệ đoàn viên trước cách mạng tháng 8 năm 1945 là tấm gương hy sinh oanh liệt của người thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng: con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh quả cảm của đoàn thanh niên như Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Bế Văn Đàn, v.v. Tuổi trẻ mang tên Bác, lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành. Họ làm nên những chiến công chói lọi, 60 ngày quyết tử cho tổ quốc quyết sinh ở thủ đô Hà Nội, rồi 9 năm trường kỳ kháng chiến làm nên một điểm biên, nên vành hoa đậu, nên thiên sử vàng. Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, một nửa đất nước độc lập tự do, biết bao đoàn viên, thanh niên nghe theo tiếng gọi của Đảng đã tình nguyện lên những vùng đất vừa qua cơn binh lửa của chiến tranh để xây dựng cuộc đời mới, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Họ sẵn sàng thắt lưng, buộc bụng, không tiếc sức lực của tuổi trẻ xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Họ là lớp người xung kích đi đầu trong mọi công việc, thanh niên thi đua, thực hiện khẩu lệnh: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trước sự tráo trở xâm lăng của đế quốc Mỹ, Hồ Chủ tịch đã thay mặt Đảng kêu gọi nhân dân Việt Nam kiểu triệu người như một đánh thắng giặc Mỹ xâm lược vì chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, hơn 5 triệu lượt thanh niên Nam, Bắc đã tổng quân với tinh thần sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Trong chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm quên mình như Nguyễn Việt Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Thái Văn A, v.v. Đặc biệt trong thời gian này nổi lên hai tấm gương như Đặng Thủy Râm, Nguyễn Văn Thạc. Họ không chỉ để lại tinh thần dũng cảm hy sinh mà còn gửi lên trong mỗi người đoàn viên thanh niên chúng ta tinh thần nhiệt huyết tuổi 20 sống mãi. Ngày nay, dân tộc ta, đất nước ta đang sống trong hòa bình hạnh phúc. Đoàn viên thanh niên lại tiếp tục bước vào những công cuộc mới, đó là xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên ngày nay vẫn luôn là lực lượng tiên phong xung kích trong mọi hoạt động xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Họ có nhiều điều kiện thuận lợi để lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương, đất nước. Thanh niên trực tiếp tham gia các phong trào lớn như thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước. Thế hệ trẻ chúng ta nguyện sẽ viết tiếp những trang nhật ký mà chị Trâm, anh Thạc đang viết sử, tấm gương liệt sĩ và biết bao người con anh hùng của dân tộc Việt Nam đã hy sinh xương máu vì hòa bình, độc lập, tự do sẽ soi sáng con đường của thế hệ chúng ta mai sau và hôm nay. Với hành trang tri thức và trái tim đầy nhiệt huyết, khát vọng của tuổi trẻ, chúng ta cần có những việc làm tốt đẹp hơn, sống tốt hơn, là người có ích cho gia đình, cho xã hội và có trách nhiệm với chính bản thân mình.
86 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo, truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, nối tiếp truyền thống tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vững chắc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phần cuối chương trình, mời các bạn nghe bài hát Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Mình công ơn của Bác như biên trời, tình người ấm trong tim ta trên đường chiến đấu. Vì đất nước ta ra đi xây đầy hạnh phúc cho mai sau, tỏ lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Vì đất nước ta ra đi xây đầy hạnh phúc cho mai sau, tỏ lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiếu bóng quê ta, nhà máy khói ngút trời, là tổ quốc trong tương lai anh điền tỏa sáng. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Từ biển khơi đến miền rừng núi cao, cờ đoàn ta mang anh Bác với tên người vĩ đại. Người ấm trong tim ta trên đường chiến đấu, vì đất nước ta ra đi xây đầy hạnh phúc cho mai sau, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Vì đất nước ta ra đi xây đầy hạnh phúc cho mai sau, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiếu bóng quê ta, nhà máy khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai anh điền tỏa sáng. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi.